Thưa quý vị, cách đây 45 năm, bằng cuộc tổng phản công trên toàn tuyến biên giới Tây Nam, quân và dân ta đã đập tan cuộc chiến tranh xâm lược lãnh thổ Việt Nam của tập đoàn Pol Pot, Ieng Sary, tạo điều kiện cùng nhân dân Campuchia giải phóng đất nước khỏi họa diệt chủng. Đây là thành quả của cuộc chiến đấu vì chính nghĩa, thể hiện ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, cũng như thực hiện xuất sắc nghĩa vụ quốc tế cao cả giúp cách mạng Campuchia. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Đồng Nai Ngày Mới nhân kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng. Năm 1975, ngay sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân dân Campuchia chưa kịp hưởng hòa bình lại rơi vào bi kịch lớn của dân tộc. Tập đoàn phản động Pol Pot đặt dân tộc Campuchia trước thảm họa diệt chủng khủng khiếp chưa từng có trong lịch sử loài người. Hơn thế nữa, tập đoàn phản động Pol Pot còn đưa quân gây chiến tranh biên giới Tây Nam của Việt Nam. Trong lúc nguy nan, khó khăn nhất của cách mạng Campuchia cùng với nhiều người Campuchia yêu nước lúc đó, trung đoàn trưởng Hun Sen đặt niềm tin vào Việt Nam. Quân và dân Việt Nam đã chia sẻ khó khăn, giúp đỡ huấn luyện nhiều cán bộ Campuchia trở thành lực lượng nòng cốt và từng bước phối hợp với lực lượng nổi dậy trong nước đấu tranh chống tập đoàn phản động Pol Pot. Thì chúng tôi chốt đó cho nên cũng là thường xuyên là chúng tôi cũng bị đánh liên tục. Nhưng mà với cái truyền thống bộ đội Cụ Hồ mà mình nói thế chứ dù có chết chứ cũng không bỏ cái vị trí, cho nên là chúng tôi cũng rất là nhiều lần tôi tính tôi sang bên đó, như vậy là cứ một năm là ít nhất đi chốt là cũng phải được 3 lần, như vậy là nó tập kích. Sau khi đập tan chiến tranh xâm chiếm biên giới Tây Nam Việt Nam của tập đoàn phản động Pol Pot, theo yêu cầu của cách mạng Campuchia, Việt Nam đã đưa quân tình nguyện sang giúp lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia giải phóng dân tộc khỏi nạn diệt chủng, khôi phục, xây dựng đất nước. Đến ngày 7 tháng 1 năm 1979, thủ đô Phnom Penh đã được giải phóng. Đây là chiến thắng có ý nghĩa lịch sử vô cùng trọng đại. Từ đó, nhân dân Campuchia hoàn toàn thoát khỏi chế độ diệt chủng, bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do hồi sinh, xây dựng đất nước. Tôi ở đơn vị Lữ 249, Bộ Tư lệnh Công binh, là đơn vị bảo đảm vượt sông của bộ. Sau đó tháng 12 thì chúng tôi, lữ đoàn được giao nhiệm vụ là vào tham gia chiến dịch giải phóng biên giới Tây Nam. Nên là đơn vị chúng tôi hành quân khoảng cỡ hơn 10 ngày, vào đến Tây Ninh là tập kết. Sau đó là đúng ngày 22 tháng 12 thì quân Pol Pot là đánh sang biên giới thì mình cũng phản công lại. Trong những năm tháng chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, chứng kiến cảnh tàn ác của Pol Pot, cũng chính vì sự tàn bạo đó mà cán bộ chiến sĩ quyết tâm chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, đồng thời cùng với quân và nhân dân Campuchia đánh thắng chế độ diệt chủng Pol Pot. Là một người lính đã từng chiến đấu tại chiến trường Campuchia, chúng tôi rất thấu hiểu cái nhiệm vụ. Và hai nữa là rất đồng ý với cái quan điểm của Đảng và Nhà nước ta với cái ý nghĩa là giúp bạn là tự giúp mình. Cho nên là với những cái người lính chúng tôi được sang chiến trường Campuchia lúc bấy giờ, chúng tôi rất phấn khởi. Và với cái nhiệt huyết của người thanh niên, của người quân nhân lúc đó, chúng tôi sẵn sàng hy sinh để mà coi như là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao. Sự tàn bạo của chế độ Pol Pot đã làm cho tinh thần quyết tâm chiến đấu, sẵn sàng hy sinh bảo vệ Tổ quốc. Cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam thể hiện tinh thần đoàn kết, sẵn sàng hy sinh bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc và giúp bạn hồi sinh đất nước để người dân Campuchia được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc.